Dạ em nghĩ xin chào cô chú chị, hiện tại thì em đang có mặt ở Trơn Đức Thiền Viện. Hôm nay em đưa hai cha con tới đây để cầu an cũng như là cầu may mắn tới cho hai cha con. Chào em nha. Em chào anh Nghĩa ạ. Dạ chú Nghĩa ơi con. Dạ, em chào các cô chú bác Mạnh Thường Quân, cô sư cô của Hằng ạ. Dạ em xin chào ạ. Ngày hôm nay anh gặp lại em thì anh cũng muốn đưa em tới đây để thứ nhất là cầu sự may mắn cho em. Dạ. Cũng như cầu cho ông bà cô chú anh chị đã theo dõi trên kênh đó. Dạ. Được nhiều sức khỏe. Bây giờ anh em mình vào trong đi ha. Dạ. Thì sẵn đây thì dẫn ông bà mình đi tham quan. Hôm nay em dẫn hai cha con đi để mong là ngày mai á hai cha con gặp nhiều may mắn. Đi chùa ha. Em có dừng bé bở á. Đến đây. Ừ. Con trai, đừng con. Lại đây nè. Ừ, lại đây. Em cầm cho. À, em cầm anh ha. Ê Vin. Ngồi xuống. Vin, đi theo Nghĩa nè. Đi. Theo anh là Tèo. Rồi bên con ở với ba nha. Rồi. Lúc nãy em cầu an cái gì vậy Tèo? Dạ em cầu an đó nha. Em có cầu an giúp cho cả hai cha con mình khỏe vui vẻ trong cuộc sống, làm gặp nhiều điều may mắn, với lại á cũng chúc cho các cô chú bác mình quân đó là cũng có chúc cho cô chú bác mạnh quân á là một lần nữa đã sanh cho hai cha con của con, cứu giúp hai cha con của con để có được tiếp tục sống thêm một lần nữa. Dạ, con cũng cầu chúc cho các cô chú bác của mình Hùng Vân, cô Hằng, cô Sư Cô được luôn mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, mong phát đạt, gặp nhiều điều may mắn, luôn luôn sống lâu trăm tuổi ạ. À. Dạ, như hết. Dạ, xin chào anh nhé. Ngày hôm nay em đưa hai cha con tới đây, trước tiên là em cũng cầu chúc cho gia đình cha mẹ được bình an sức khỏe, cũng như chúc ông bà cô chú anh chị đã theo dõi trên kênh của em được nhiều sức khỏe, được nhiều hạnh phúc,
năm mới được nhiều thành công, được nhiều niềm vui ạ. Và cũng cầu mong là ngày mai em Tèo thực hiện ca phẫu thuật sẽ tốt như mong đợi. Em cũng xin gửi một ít tấm lòng chung, tiền của em gửi chung hết ông bà cô chú chị trên kênh YouTube Nghĩa Trọng TV. Em sẽ để vào thùng Tam Bảo Phước Điền để thứ nhất là cảm ơn ông bà cô chú chị đã theo dõi ủng hộ kênh em để giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo cũng như là giúp đỡ cho hai cha con của em Tèo. Rồi con quỳ xuống nè, quỳ xuống. Quỳ xuống, rồi quỳ xuống lại Phật. Thôi đừng có bỏ đó. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con tới đây con cầu mong gia đình bình an. Con tên là Nguyễn Hà Trần Sĩ. Hôm nay con tới đây con cầu an, cầu mong cho gia đình cha mẹ bình an, được nhiều sức khỏe, cũng như ông bà cô chú anh em theo dõi trên kênh YouTube Nghĩa Trọng TV của con được nhiều sức khỏe, được nhiều hạnh phúc, được nhiều may mắn, ông bà đang bệnh tật cũng được xuôi bệnh. Con xin chân thành cảm ơn ạ. Đừng có. Ông nhỏ ông đi tới đâu là ông giỡn tới đó. Đi, trước đi không? Đi, ông đi ra ngoài đi. Mình đi cho ông bà tham quan đi một vòng. Mỗi lần đi vào đây thì cảm giác là lòng mình bình an. Buồn phiền thì cũng quên hết. Nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm ha. Qua bên đây đi em, bên mẹ qua Thế Âm nè. Tại vì đi có bé nhỏ nên là khó quay lắm ông bà. Bên đây nè em, mẹ qua Thế Âm bên đây nè. Đây nè Tèo, trên nè, mẹ trên nè, đứng đây được em. Đây nè, trên bụng nè. Em có cầu nguyện gì cầu nguyện đi. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát á, con tên gì á? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con tên là Nguyễn Văn Tèo. Con tên là Nguyễn Văn Hoàng Thiên, và xin nhân để con nhiều khỏe, nhiều may mắn, nhiều giàu sức khỏe. Ba con lại con ngồi ăn cười hả? Ba lại con cười hả?
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Con tên là Nguyễn Văn Trọng Nghĩa, hôm nay con tới đây con cầu mong cho gia đình bình an, được nhiều sức khỏe, cũng như ông bà cô chú anh chị theo dõi trên kênh YouTube Nghĩa Trọng TV được nhiều sức khỏe, và cầu mong cho em Tèo ngày mai thực hiện được ca mẫu thành công ạ. Con xin chân thành cảm ơn. Con cũng cầu chúc cho các cô chú bác anh chị, cô với Mạnh Quân được luôn bình an, gặp nhiều điều may mắn, làm ăn phát đạt, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc vui vẻ bên gia đình. Dạ xin cảm ơn nhiều. Mình đi vòng đi cho ông bà xem khung cảnh đây. Đây đi vô đây là hết buồn đúng không Tèo? Dạ, nhẹ nhõm thì nó bớt lao đảo suy nghĩ. Lúc nãy thì em cũng thấy em Tèo là cũng hơi buồn, cũng hơi suy nghĩ á, nên là em cũng thấy vậy rồi em rủ em Tèo vào đây mình cầu nguyện để cầu xin được may mắn. Nhưng mà mình vào đây á là tâm trạng mình rất là thoải mái luôn không bà cô chú anh chị. Rồi mình đi ra đi. Bây giờ tâm trạng nhẹ nhõm hơn chưa? Dạ, thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn. À. Đó là cái động lực. Ôi, bữa nay được đi chùa luôn ha. Đã. Mỗi lần thấy cha quỳ cha cầu nguyện là cười không à? Đúng là trẻ thơ mà. Trẻ thơ mà. Hồi nãy có cầu nguyện cho ba gì không? Hả? Cười suốt à. Rồi ngày mai là chú Nghĩa giữ con rồi. Ngày mai giữ biết cảnh. Ôi chàng trai nè, ngày mai là khả năng bị giữ nhiều lắm nha. Bây giờ thả đi chơi đi, đi nè, đi rồi hai cho con đi chơi đi. Đi chơi đi con. Trời ơi coi hai cho con kìa. Đi mà Tèo ơi, theo anh nghĩ nha, mai mốt em chị bệnh xong mới về chắc em phải làm một cái gì cho nó nhẹ thôi. Thì bây giờ nếu mà em tính vậy, giờ nếu mà em có chị bệnh xong thì chắc có lẽ em nhờ nhà trẻ là sẽ thử giữ giùm em đỡ tháng đầu. Thì, tại vì em ở nhà em tập có thể là em từ sáng em phải tập tới 3-4 giờ chiều, tới 5 giờ em rước con về ngủ cũng được. Thì em lấy cái thời gian đó trong vòng 1 tháng được, theo anh Nghĩa nghĩ được không? Theo anh biết đó nha, là tập vật lý trị liệu thì tập một ngày tầm tiếng à, không có nhiều. Một tiếng hả? À. Chứ không phải là tập một ngày đâu. Nhưng mà cái quan trọng là khi mình thì bệnh xong mình về mình làm gì á,
Một là mình bán số đỡ tháng đi, hai là cứ bán kẹo kéo đỡ thôi, biết sao giờ. Yeah. Rồi sau này khi nào tay chân hồi phục hết á, có thể là mình chạy ráp nè, hoặc là mình đi giao hàng nhanh á, cho đa gì đó cũng được. Trong cái thời gian đó mình ở nhà không có làm gì đó à. Rồi em định ở nhà tập tới từ nào thì mệt thì mình nghỉ à, chứ không có gì. Tại em tập đó hả? Dạ. Đâu phải đâu, tại vì bác sĩ cũng có nói em là về cũng đưa cho cái trái gì bóp đó à, cái đó hả? À, là để cho về cũng phải tập trị liệu lên nữa, để cho cái tay mình nó co ra nữa à. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà mình tháng đầu là mình phải đi tập ở ngoài chỗ tập vật lý trị liệu á, tập xong rồi mình về nhà mình tập thêm. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ chắc em gửi con cho nó tốt làm tháng thôi, rồi mình coi tình hình sao mình tiếp tiếp. Dạ. Bây giờ có hai cha con cũng rối quá. Dạ, theo cái anh Nghĩa đi, anh Nghĩa coi cái nào được tốt cho em thì anh Nghĩa nhận cho em cũng được. Ừ. Thêm như em nghĩ thì giờ gửi cho trẻ đó trước 1 tháng đi coi sao. Ừ. Dạ. Gửi tầm 1 tháng coi sao, coi cái tay hồi phục sao. Nghĩ lời để cho cái tay em nó lành cái vết thương đã đỡ cũng được. Không. Nhưng còn... mà tháng đầu tiên quan trọng lắm á. Gì đó. Thôi giờ về đi em ha. Dạ. Bây giờ em sẽ dẫn em Tèo về à, em nghĩ chúc ông bà cô chú chị mình được nhiều sức khỏe. Vậy con cũng cầu mong cho các cô bác các chú anh chị, cô chú mình quân cô hàng cô thiên cô được luôn mạnh khỏe, có giờ giàu sức khỏe nhiều lắm ạ. Dạ, cái xin này cho con xin cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Rồi thôi mình về ha. Dạ. Ok. Em xin chào đi cô xe đi. Bây giờ em sẽ ra xe rồi em về. Chuẩn bị về gom đồ đạc bắt đầu ngày mai thêm một chuyến hành trình rồi. Cảm ơn cô chú chị đã luôn đồng hành cùng em và hai cho con Tèo. Thật sự mà nói đây là một hoàn cảnh rất là bi đát luôn á. Cũng như là cái ước mơ lớn trong cuộc đời của hai cho con, không thấy không ngờ được. Ước vậy là bây giờ thực hiện được rồi đúng không? Dạ, con không thể ngờ nào cô chú lại thương hai cho con, cho hai cho con được cái ước mơ tự nguyện lớn nhất trong cuộc đời như vậy. Thì con không thể nào tưởng tượng được. Quá là hạnh phúc, quá là thật. Quá thực sự là quá rất là không hiện tả như thế nào này, con rất là hạnh phúc. Vậy là giờ cũng mãn nguyện hả? Dạ à. Chứ không được có nhiêu đó thôi. Ừ. Nó mãn nguyện lắm mà. Dạ. Bây giờ là em phải cố gắng chữa bệnh xong rồi cố gắng làm rồi mình nuôi con mình là xong á. Dạ. Dạ. Anh có món quà bất ngờ tặng cho em nè. Dạ. Nè đây ẩu phá. Cảm ơn rất nhiều. Ok. Nói vậy á.